Rồi thầy sẽ nêu một cái dynamic web và thầy chọn cái rosette của thầy là lab 2. Lab 2 24 SB. Tại vì lab 2 thầy làm rồi cho nên nó bị trùng. Thầy tạo là lab 24 SB. Cái Tomcat các bạn muốn chạy là Tomcat nào? Thầy đang có hai version 10 và 9.0, 10.1 và 9.0. Thầy chọn là 10.1. Rồi, chọn Finish. Trong bài lab 2 thì các bạn nên code theo hướng dẫn để mình dễ control. Còn sau này các bạn muốn viết gì thì cũng được. Trong này chúng ta sẽ có một cái form để tính diện tích. Và sau khi tính thì nó xuất ra ở ngay bên dưới của chúng ta. Và code người ta để là tam giác servlet và dưới này JSP của mình là tam giác. Thì ở đây các bạn có thể tạo trước cái sọt của chúng ta, web app, new một cái folder view. Và trong folder này chúng ta sẽ new một cái JSP mình để là tam trừ giác. Trong này chúng ta sẽ có cái H1 tính tam giác. Phía dưới H1 của mình là một cái form. Form chỗ này của mình sẽ để giống là poly tam giác. Mình muốn để khác cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Poly tam giác. Trong form này của mình sẽ sử dụng phương thức. À, các bạn sử dụng phương thức là get hay post. Trong này người ta dùng post. Thì đến phần của lab 2, lúc nãy thầy không có hỏi các bạn về get, về post. Thì đến lab 2 thầy sẽ hỏi trong quá trình chấm bài lab 2 lý thuyết get là gì, post là gì, ưu điểm của get, ưu điểm của post, nhược điểm như thế nào, vân vân, thì có thể là hỏi thêm. Trong này chúng ta sẽ có cạnh A, cạnh B, cạnh C, diện tích chu vi. Ok, chúng ta sẽ có label cạnh A cách ra. Chúng ta sẽ có input chỗ này type test name bằng cạnh A xuống dòng. Tương tự như vậy cạnh B, cạnh C, cạnh B, cạnh C, cạnh B, cạnh C. Và cuối cùng chúng ta sẽ có hai nút pattern tính diện tích và một cái pattern tiếp theo tính chu vi. Và chú ý trước đây là chúng ta xài cái pattern chỉ có một thôi. Bây giờ các bạn xài hai pattern thì ở trong cái code của các bạn phải thêm cái form action chỗ này. Ha, các bạn thêm cái form action. Nếu như mà các bạn không thêm cái form action nó không biết là đang nhấn nút nào. Nó không phân biệt được ha. Và cái đường mà dẫn về này nè, nó là một servlet. Như vậy, chỗ này đối với lại cái này thì các bạn sẽ chọn cho thầy là form action poly xịt. Chỗ này là diện tích. Đúng không nào? Poly diện tích. Rồi, tương tự như vậy, đối với lại cái pattern thứ hai các bạn cũng để là form action xịt poly xịt chu vi. Và trong cái đề các bạn thấy là người ta sẽ xuất chu vi và diện tích ở đây. Thì khi mình xuất thì các bạn sẽ xuất ngay cái dữ liệu ở phía dưới.
thì chỗ này người ta để là in đậm, thì chỗ này chắc là khoảng cỡ H3. H3 các bạn sẽ để ở đây một cái đô la message. Message ha. Như vậy mình đã chuẩn bị xong cái phần ở phần view. Bây giờ quay trở lại phần Java, chúng ta sẽ new một cái class và chúng ta để cái gói là com.poly.servlet control it gói trên này. Và cái của chúng ta, người ta nói là tên gì? Tam giác servlet. Mình muốn đặt tên gì cũng được. Chỗ này chúng ta sẽ extend http servlet. Chỗ này nè, chú ý thầy đang xài cái 10.01, cho nên cái server của mình là Jakarta, nó không phải là JavaX. Như vậy các bạn có thể lên các bạn search giữa JavaX và Jakarta có gì khác. Cái này là phiên bản nâng cấp, nó phù hợp với lại những cái serverless, những cái server tam kết mới ha, nó sẽ hỗ trợ tốt hơn thôi. Còn nếu mà các bạn đang làm demo thì nó là JavaX đã là ổn rồi, không nhất thiết là phải Jakarta. Như vậy chỗ này nếu mà các bạn thấy nó import khác các bạn không sao cả, được chưa, nó cũng giống nhau thôi. Nếu như mà các bạn làm những dự án lớn, những dự án mới thì các bạn cần nâng cấp. Nhưng mà thực chất bạn nào đã chạy được Tomcat 10 thì nó đã tự động nó nâng cấp cho các bạn luôn rồi. Ok, chỗ này mình sẽ là A cộng web servlet. Web servlet. Và trong này thầy có đến 3 cái servlet, cho nên thầy dùng ngoặc nhọn nhé. Thầy dùng ngoặc nhọn. Cái servlet đầu tiên, poly seed 8 giác, là cái mà cái form của mình đó. Cái form của mình bên này nè. Poly seed 8 giác. Đây, cái mà nó chạy lên nè. Poly seed 8 giác. Cái thứ hai mà chúng ta để cái servlet ở đây. Đây, chỗ này các bạn thấy người ta để nè, poly tam giác nè, poly diện tích, tam giác diện tích chu vi, tam giác diện tích chu vi, ok. Chú ý cái đường dẫn nha, tí nữa nó có thể là mình phải đổi thành cái đường dẫn là lab 2 24 SB đó. Chú ý cái đường dẫn, tí nữa nó lỗi là mình sẽ biết, mình chỉnh. Chỗ này là diện tích, chỗ này là chu vi. Chú ý cái đường dẫn. Và mình sử dụng là doGet. Mình sẽ mở cái trang request.getRequestedFeature. Chỉ cái đường dẫn đến cho nó. Seek view seek tam giác chấm gsb chấm forward chấm phẩy. Rồi mình mới có doGet xong, mình chạy thử xem nó sẽ như thế nào. Tam kết 10. Rồi nó đã lên. Vấn đề của chúng ta đang gặp là gì? Phong chữ thì chúng ta sẽ đổi. Như vậy các bạn có thể thiết lập để khi mà mình tạo ra cái này tự động nó có sẵn UTF-8. Nghiên cứu thử chỗ nào. Nghiên cứu ở đâu? Replay control F UTF-8 Replay on. Và cái bữa hôm trước mình làm cái filter
ưu tiên F8 rồi đó, chú ý vào đó giúp thầy luôn. Tam giác chạy lên, rồi vấn đề của mình bây giờ là khi các bạn bấm diện tích, mình coi cái URL trên này nó là cái gì. Đây, poly diện tích ha, tại vì mình chỉ nó vậy mà, mình chỉ nó vậy mà, cho nên ở chỗ này nó không hiểu poly diện tích các bạn. Mình thử chạy lên lại cái chữ tam giác nè với chữ diện tích này giống nhau đúng không, nó chạy lên thành cái gì. Chỉ để các, tại vì thầy cố tình sai để các bạn biết là khi mà mình nhìn code của người ta và mình code lại thì nếu nó bị lỗi như vậy thì mình sửa cái gì. Hiểu vấn đề không? Khi mình chạy lên nó để nè lab 224 XP, chỗ này là xuyệt lab 224 XP đúng không? Rồi, nhưng mà mình bấm vô diện tích thì nó bảo là poly diện tích, thì rõ ràng hai cái đường dẫn này không đúng đúng không? Mình đổi lại chỗ này, không phải là poly mà là cái này. Rồi, chạy lại. Rồi, nó lỗi khác. Lỗi này là do chúng ta ở cái xử lý của mình là do post, method là post, nhưng mà bên post mình chưa xử lý gì hết thì nó quay trở lại nó lỗi cái khác chứ không phải là lỗi đường dẫn như lúc nãy nữa. Đó. Rồi bây giờ mình qua bên post mình xử lý nè. Chỗ này các bạn sẽ do post, nếu như mà bạn nào thích thì các bạn làm ở chỗ này là service, không cần post, không cần get gì hết, service luôn. Ở bên do post này mình sẽ làm gì? Mình sẽ string a string bằng request chấm get parameter cái gì đây, cạnh a chấm phẩy, được không? Được không nào? À, tương tự như vậy chúng ta có cạnh B và cạnh C. A string, B string, C string, cạnh B, cạnh C. Làm gì nữa? À, cạnh này người ta đang hướng dẫn cho mình là lấy giá trị là double. Double. Như vậy chỗ này double a bằng double chấm pack. Hồi nãy thầy có thử một bạn, thầy hỏi sao xử lý lỗi chưa được đúng không? Tí nữa thầy để cho nó lỗi đi, thầy sẽ sửa cho các bạn. Lỗi ép kiểu đó. Đứa bên cạnh nói thầy có phải lỗi ép kiểu không? Thầy im lặng, đến chừng mình chấm bài cũng không trả lời. Đúng không? Có phải hỏi vậy không các bạn? Đúng chưa? Cái đứa ngồi bên cạnh đâu rồi? Hỏi lỗi ép kiểu phải không thầy? Đúng không? Hồi nãy em hỏi là lỗi ép kiểu đúng không? À, ok. Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta sẽ có một cái biến diện tích. Diện tích nó sẽ bằng gì? Ủa, chỗ này nó tính diện tích chu vi tam giác. Nó sẽ tính đây chu vi trước. Chu vi trước. Đây. Chu vi. Chu vi bằng A cộng B cộng C. Nó vô nó tính chu vi trước nè. Chu vi bằng A cộng B cộng C. Sau đó thì nếu như mà tính diện tích thì tính, còn không thì xuất cái chu vi này ra luôn. Còn không thì xuất cái chu vi này ra luôn. Vậy
Mình bây giờ mình cứ thử cả hai nút đều ok hết thì mình chưa có kiểm tra nha. Chỗ này mình sẽ request chấm set attribute message. Rồi cái message của mình ở đây mình sẽ chuyển qua bên kia là chu vi đây, vi viết hoa. Như vậy thì bạn bấm kiểu gì nó cũng tính chu vi cả, mình chưa có phân biệt là nút nào. Một, hai, ba, diện tích. À, thầy chưa gọi. Chỗ này mình còn phải gọi để cho nó truyền qua lại. Gọi cho nó truyền qua lại. Rồi, mình chọn on way luôn đi ha. Khỏi phải hỏi nữa mất công. Một, hai, ba, chu vi bằng 5. Một, hai, bốn, cũng bằng cái này luôn. Tại vì mình chưa phân biệt nút nào. Nút nào nó cũng chạy về đu bót hết. À, bây giờ bắt đầu mình phân biệt nè. Ở chỗ này, nếu như mà cái URL của mình, URI của mình mà chứa chữ diện tích, thì mình sẽ đi tính diện tích. Vậy chỗ này mình sẽ có string URI bằng request.getURI .getRequestURI, đúng không? Nếu URI của mình mà chấm content cái chữ gì? Diện tích, thì mình sẽ đi tính diện tích ở đây. Mình sẽ đi tính diện tích ở đây. Trước tiên mình sẽ set cái chu vi trước đi. Mình sẽ set cái chu vi trước. Chỗ này sẽ ghi là chu vi 2 chấm cách ra. Mặc định là chuyển cái chu vi lên. Khi nào mà có diện tích thì mình tính diện tích và mình set lại cái message này là được. Đúng không? Rồi. Cái công thức tính diện tích bằng cách nào? Diện tích đây. Diện tích. Diện tích sẽ bằng chu vi. Trong trường hợp này, nếu như có tính diện tích, thầy làm khác trong lab nha, có tính diện tích thì bạn xét lại chỗ này mỗi diện tích mỗi người có một cách làm cho nó phong phú, chứ làm giống như trong tài liệu quá thì cũng không hay. Như vậy chỗ này mình sẽ suy luận nè. Nếu trong trường hợp mà mình bấm mà trả về là chu vi thì nó sẽ đi đâu? Nó sẽ đi từ đây xuống đến đây và nó set attribute cho mình là chu vi cộng. Nếu trong trường hợp mà cái chữ mình bấm về là chu vi thì nó có nhảy vô đây không? Không, thì nó xuống đây, nó xuất ra. Nếu trong trường hợp mình bấm về là diện tích thì nó nhảy vô đây. Nhảy vô đây thì nó tính diện tích. Xong thì nó set lại cái message này. Trước đó nó đã set cái này. Nhưng mà sau khi nó tính chu vi xong thì nó set cái này. Được không? Và nó xuất ra ở đây.
1, 2, 3. Đố bạn, đây có phải là tam giác không? Không phải nha. Mình chưa kiểm tra cái đó. Mình chỉ đang mới nói thế nào là chu vi, thế nào là diện tích trên. Các bạn làm mở rộng thì các bạn kiểm tra thử ba cạnh này có phải là tam giác không nữa đã. Diện tích, chu vi, tại sao? Tại sao diện tích NA? Chu vi sao lỗi? Lỗi là do nó bị nhảy rồi thì nó lỗi, đúng rồi. Chu vi bằng 5. Diện tích nó tính không được, đúng rồi, có phải tam giác đâu diện tích. Đúng không? Rồi, chỗ này ví dụ như 2 với 2 là 3. Đúng không? Rồi, diện tích nha. Được không nào? Như vậy thì các bạn phải bắt lỗi chỗ đó. Ba cạnh phải là tam giác cái đã. Thì nó mới tính được diện tích. Chứ nguyên đường thẳng diện tích bằng mấy? 1 cộng 2 cộng 3 là đường thẳng. 1 cộng 2 bằng 3. Ba cạnh nó trải lên đường thẳng thì nó tính diện tích không được. Đúng ra là diện tích bằng 0, đúng không? Nếu muốn, các bạn sẽ ghi là diện tích bằng 0. Được không nào? Rồi, như vậy lab 1 chúng ta đã xong. Các bạn code lại lab 1 cho thầy. Chạy live ngay lúc này. Và chính tại thời điểm này, thầy sẽ lấy điểm cộng cho các bạn. Tí nữa đi. Làm xong đi. Tất cả mọi người đều xong code của cái bài lab 2 bài 1 này đi. Sau rồi có điểm cộng ở đây. Dễ ha. Rất dễ khi có điểm cộng.